Theo thông tin trên các diễn đàn và hội nhóm, hiện Toyota Land Cruiser 300 2023 đã bắt đầu xuất hiện tại các đại lý trên toàn quốc. Nhiều nhân viên đại lý đã bắt đầu giao bán Land Cruiser 300 2023 với hứa hẹn giao xe ngay trong tháng 11 năm 2022. Tuy nhiên, với sức hút của xe cùng tình trạng khan hàng, không có gì ngạc nhiên khi Toyota Land Cruiser 300 2023 tiếp tục rơi vào tình trạng bán bia kèm lạc tại đại lý. Thậm chí, thông tin từ cộng đồng chơi xe cho biết nếu muốn nhận xe sớm ngay trong tháng 11 này, khách hàng sẽ phải chấp nhận một khoản lạc gần 2 tỷ đồng. Với mức lạc này, khách hàng có thể mua một chiếc xe đập hộp như Toyota Camry, Toyota Fortuner, Ford Everest hay thậm chí xe sang như Mercedes-Benz GLC hay BMW 3 Series. Giá của Land Cruiser 300 2023 được Toyota niêm yết ở mức 4,196 tỷ đồng, cao hơn 136 triệu đồng so với phiên bản cũ. Phiên bản màu trắng ngọc trai sẽ đắt hơn các màu khác 11 triệu, trong khi đó, nội thất vẫn chỉ có hai lựa chọn là màu be hoặc đen. So với phiên bản cũ, Toyota Land Cruiser 300-2023 có một số nâng cấp về trang bị, như vành la răng tăng kích thước từ 18 inch lên 20 inch và đổi sang thiết kế đa chấu kép hình chữ V. Thêm vào đó là hệ thống hỗ trợ phanh đỗ xe PKSB, hệ thống tạo ion âm và màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD mới. Sự an toàn của hành khách ngồi trên xe Toyota Land Cruiser 2023 được đảm bảo bởi hệ thống Toyota Safety Sense. Ngoài ra, với sự bổ sung của hệ thống PKSB, người lái sẽ được cảnh báo vật cản khi lùi và hỗ trợ phanh tự động giúp tránh va chạm do khuất tầm nhìn. Cung cấp sức mạnh cho Toyota Land Cruiser 300 2023 vẫn là động cơ xăng V6 tăng áp, dung tích 3.5, cho công suất tối đa 408 mã lực tại 5.200 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 650 Nm tại giải tua máy từ 2.500 đến 3.600 vòng trên phút. Xe được trang bị hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AVKD. Khi cầm lái Land Cruiser 2023, bạn sẽ được lựa chọn giữa 3 chế độ lái là Eco, Normal và Sport. Ngoài ra, hệ thống thích nghi đa địa hình MST trên xe còn cung cấp 5 tùy chọn khác nhau, gồm tự động, đường đất, cát, bùn và tuyết dày.